Cách đây gần 10 năm, bệnh nhân này được người nhà đưa đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khi có nhiều biểu hiện hành vi lạ như nói nhiều, mất ngủ, cáu gắt và luôn cho mình là người xuất sắc nhất. Qua kiểm tra, bệnh nhân này được các bác sĩ xác định mắc bệnh tâm thần phân liệt, thể hoang tưởng. Nhờ tuân thủ yêu cầu điều trị của bác sĩ, đến nay sức khỏe của bệnh nhân ổn định và lao động bình thường. Của em vẫn ổn, em vẫn tuân thủ, em vẫn đi lấy thuốc hàng tháng. Từ khi mà điều trị xong thì em cuộc sống của mình thế nào? Em thấy cuộc sống của mình thì em vẫn trở lại như một người bình thường nữa. Tuy nhiên vẫn có những bệnh nhân không tuân thủ yêu cầu điều trị của bác sĩ, như trường hợp người nhà của bà Nguyễn Thị Sáu ở huyện Xuyên Mộc là một điển hình. Mình thấy ông khỏe rồi, kêu đầu không có lấy thuốc gì phá nữa. Ghê nhất là lấy dao với đồ không? Là em lấy dao, em để dao rượu đồ để sẵn đi. Thì ghê lắm, bởi vậy không dám ở chung. Bây giờ thấy ổn định rồi đi chán cái bắt đầu cho uống thuốc xong rồi á, ăn xong rồi uống thuốc xong cái đi uống cà phê. Hiện Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang quản lý điều trị cho hơn 4.300 bệnh nhân tâm thần, trong đó có hơn một nửa là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Năm 2018, tỷ lệ bệnh nhân tâm thần phân liệt không tiếp tục điều trị chiếm gần 5%. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nếu bỏ dở điều trị, lặp đi lặp lại nhiều lần, có thể dẫn đến kháng thuốc, khiến cho việc điều trị khó khăn hơn rất nhiều. Đối với bệnh nhân tâm thần phân liệt thì việc tuân thủ điều trị là việc quan trọng nhất. Khi mà ở bệnh viện đã điều trị bệnh nhân ổn định, bác sĩ cho phác đồ về điều trị cộng đồng, bệnh nhân tuân thủ điều trị đó thì bệnh nhân có thể là tái hòa nhập về cộng đồng, lao động sinh hoạt bình thường. Bệnh tâm thần phân liệt có xu hướng phát triển mạn tính, dễ tái phát, dẫn đến giảm sút hoạt động tâm thần, ảnh hưởng đến sinh hoạt, khả năng làm việc của bệnh nhân và tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến bản thân và những người xung quanh. Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đúng phác đồ điều trị sẽ giúp bệnh nhân tâm thần phân liệt mau hồi phục, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Và để điều trị bệnh tâm thần phân liệt đạt kết quả tốt, ngoài việc tuân thủ yêu cầu điều trị của bác sĩ, rất cần sự quan tâm, thấu hiểu và chia sẻ của gia đình và những người xung quanh đối với người bệnh.